Người bị bệnh huyết áp thấp thì có thể sử dụng trà giả cổ lam được hay không? Ở video này thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của một bạn như sau. Tôi nghe nói trà giả cổ lam có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường và cao huyết áp rất là tốt. Tôi bị bệnh tiểu đường, muốn dùng trà giả cổ lam để điều trị bệnh, nhưng tôi lại bị huyết áp thấp. Vậy tôi muốn hỏi là huyết áp thấp thì có sử dụng trà giả cổ lam được hay không? Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Người huyết áp thấp thì hoàn toàn có thể sử dụng được trà giả cổ lam để điều trị bệnh bạn nhé. Trà giả cổ lam là một loại trà thảo dược có tác dụng ổn định huyết áp, điều trị bệnh tiểu đường, men gan cao, điều trị bệnh mỡ máu rất là hiệu quả. Ở đây tôi xin nhấn mạnh về tác dụng ổn định huyết áp của trà giả cổ lam. Tác dụng này vừa điều trị huyết áp cao mà vừa điều trị huyết áp thấp. Đối với những bệnh nhân bị huyết áp thấp thì trà giả cổ lam sẽ có tác dụng là giúp bạn tăng huyết áp và giúp huyết áp trở về mức ổn định. Với những bệnh nhân mà bị huyết áp thấp thì khi sử dụng trà giả cổ lam thì nên dùng với một lượng vừa phải, với lượng nhỏ để cơ thể thích ứng dần dần. Sau khoảng thời gian 1 tháng sử dụng trà giả cổ lam thì huyết áp sẽ dần ổn định. Kết hợp sử dụng trà giả cổ lam với việc luyện tập thể dục thể thao thì sẽ giúp cho quá trình điều trị bệnh huyết áp thấp sẽ tiến triển nhanh hơn. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.